vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Bây giờ là cuộc đối đầu giữa Florentino và đó là Guido. Thì bây giờ làm gì? Mình dùng chiêu 2 choáng nó phạt này, dùng chiêu 1 đẩy và choáng nó tiếp anh em này. Florentino thì bây giờ lượng máu còn thấp hơn mình, rồi phá này chơi luôn nha, mình mang trong mình cái bốc phá. Rồi dùng chiêu 2 choáng phạt này, bốc phá này, chưa chết thì dùng chiêu 1 kết thúc luôn anh em ạ. Ok, thì chào anh em đến với channel của mình nhá. Mình clip này mình chơi Guido đi lên ta thân. Nhưng mà ông Wonder Woman thì bảo mình đổi rồi. Wonder Woman thì đang xuống đường này để đối đầu với Florentino. Thì chắc có lẽ trên kia Wonder Woman tay ngắn anh em ạ, nên là khó chơi thì thôi. Thì chắc có lẽ mình sẽ lên trên này hỗ trợ tém nha anh em, hỗ trợ cho AD ấy. Dù sao thì mình cũng kiếm được một màng ở lên đường xế giá rồi. Bây giờ cho Wonder Woman xuống thì cũng khá ok, không sao cả anh em ạ. Rồi phá này bắt thằng Zone này, một cú choáng này, một cú choáng đến từ choáng được một người mà nhưng mà trúng hai người luôn anh em ạ. Bởi vì đó là vì tưởng Timmy thì đú vào nên là bị chết luôn. Rồi phá này choáng tiếp anh em này. Ok, thì Butterfly nó vẹt được thì nó sẽ có nội tài. Rồi rồi Butterfly phá này thì chết ngược chắc rồi, mình choáng phạt nữa này. Ôi, rất chi là hên, đó là vì tưởng Butterfly không hạ được đó là ná bên mình anh em ạ. Chứ nó mà hạ được thì nó sẽ có nội tài và tiếp đến là nó sẽ nhảy vào mình ấy. Lượng máu của mình thì cũng khá nhiều nên là mình không sợ chết. Nhưng mà phá đổ mà ăn được ná bên mình thì tém mình khá là thọt. Nhưng mà rất may đó là tém mình không sao cả. Bây giờ đế của mình thì sao mà lẻ loi thế này. Rồi phá này thì mình lên dùng ulti luôn nhá. Ok, bắn đi. Rồi phá này bộc phá luôn này, xích tích chơi luôn này, bắt thằng Zone luôn này. Bắt luôn, chiều 1. Choáng này, bắn đi AD ơi. Ôi bắn. Ôi không hạ được rồi, thôi xong rồi. AD phá này ngủm cụ tỏi đây. Thôi thầy em anh Wonder Woman ơi, anh về ăn búa sánh đi. Gánh gì hoài vậy, gánh gì hoài vậy. Rồi Butterfly phá này thì không dám vào nữa anh em ạ, bị chết một lần trước rồi. Phá này mà vào chết ngược nữa thì không hay. Thôi xong rồi, chưa khéo cây trù mất rồi. Mà AD lên kịp không biết, xong kịp rồi anh em ạ. Vậy là tém binh mất một cây trù rồi. Rừng tém bàn thì gánh bên mình hai lần rồi. Và bây giờ thì Na đang sang cướp búa sánh và cướp rừng tém bàn thì cũng đúng thôi. Tém binh mất con rồng rồi, mất cây trù rồi thì khá là thọt. Và Ná thì phải cướp bóc để lấy lợi thế một xíu. Clip này thì mình mang ghi đu với lên đó là lên phún phép nha anh em, chứ mình không phải là lên tánh ấy. Rồi ok, pha này thì mình sẽ bảo kế cho AD lấy cái chú này nha anh em. Mình chỉ ở ngoài thôi, mình cũng chả láo vào làm gì cả. Bởi vì Timmy thì có cái pháp trần thân kỳ nên là nó có thể hồi sinh được nha anh em, nên là mình cũng chả láo vào làm gì cả, chỉ việc ở ngoài và bảo kê AD thôi. Rồi pha này thì chắc chắn sẽ có trù rồi. Ok, vậy là nói chung về lượng trù thì hoa rồi anh em ạ. Và đường mịt của mình thì đang bị thêm bàn đó là rất chi là ức hiếp đến từ AD. Và này thì làm gì Florentino một con một xíu hoàng phá này thì Zone chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Mình đang còn trong tay cái bốc phá nha anh em. Rồi chiều 2 choáng này và bốc phá kiếm cái màng siêu việt dành cho vị tướng Guido, kèm theo đó là hai cái bùa 5 vốn. AD tém mình thì khá hổ báo và đã phải trả giá đó là cái kết lên bảng điểm số. AD không lùi về còn lên làm gì không biết. Rồi pha này thì mình ở đấy cài con búa đỏ nhé, không biết cài còn thành công hay không. Hy vọng là nó sử dụng cái trưng trí rồi. Rồi pha này dùng chiêu 2 này. Ôi rồi thôi xong rồi. Nó đang còn cài tê tải anh em ạ, nên là mình không thể cài được con búa đỏ của nó. Với chất tướng ghi đủ là màu chất tướng đầu game thì khá yếu, đến giai đoạn giữa game thì nói chung cùng khá là khó chịu. Con giai đoạn cuối game khi mà Guido có một lượng đô nhất định thì Guido biến thành một vị sát thủ nha anh em, một chưởng lấy đi một màng của đối phương luôn ấy. Rồi pha này mình sẽ lại hỗ trợ tém này, bắt thằng Zone đầu tiên nha anh em. Rồi pha này thì Zone lên bảng rồi em ơi, chạy làm sao được nữa, chạy đâu cho hết nắng. Ôi
một mục tiêu trúng hai đi anh em ơi, chạy đâu cho hết nắng, chạy đâu cho hết nắng. Rồi pha này dồn lên bảng là cái chắc rồi. Đây anh em có thể thấy sức sát thương cực kỳ khủng, nhưng mà pha này thì mình cũng phải lên bảng rồi anh em ạ. Và mạng sức đáo dành cho mình sau khi mình hạ gục được 5 mạng. Thì mình trưởng một mạng là ra chết, trưởng một mạng thứ hai đó là dồn chết. Nhưng mà team mình thì trận đấu này khá là fit. Khi mà mình thì không ăn thua, kèm theo đó là tổ công Wonder Woman đuổi lén cho mà cuối cùng lại không làm gì được, trù cũng chả lấy được. Và để Ferentino nó thẳng thế anh em ạ. Nhưng không sao thì mình cũng chả chửi hay là chả nói gì cả. Mọi người chỉ việc đánh thôi, mình cũng giữ vai trò làm sao mà đánh tốt là được. Rồi pha này thì Butterfly sẽ phải chết ngược với pha này nhá. Rồi pha này mình dùng tí bắt thằng này luôn này, rồi một trưởng chết này. Một trưởng này. Rồi bắt zone luôn anh em này, zone đây này. Ok, Golden Goldman hay quá, bắt đi, bắt zone đi. Này thì ra này. Mình có vơ cho mà bắt zone thì mà không bắt được nữa thì phải chịu thôi anh em ạ. Bởi vì pha đỏ thì mình kèm góc ná ra rồi, ra tem bàn rồi. Ra tem bàn thì không làm gì được nữa. Ở đường dưới thì Ferentino thì đang đẩy nha anh em, nên là mình sẽ lại hỗ trợ và bắt thằng Ferentino này này. Lên này, lên chơi này, lên chơi này, tem đâu. Rồi pha này ulti Ferentino luôn này. Hay quá, cái quân đoàn má quái vừa trúng giữa Ferentino thì Ferentino chết chắc rồi. Rồi một trường này, một trường này. Anh em có thể thấy cái trường chiêu hái vụ nổ vang của Ghi Đu thì cực kỳ lợi hại nha anh em. Ở tâm tay xá thứ hai đó là choáng trên giường rồng ấy, choáng được nhiều người chứ không phải là như cú đấm chấn không của Rá. Thì với chiêu hái của Ghi Đu thì có thể choáng được nhiều người nha anh em. Rồi lại có một pha giao tranh tiếp và Ghi Đu sẽ làm gọi hai thằng này. Rồi chỉ còn một xíu nữa là hồi ulti anh em. Rồi mình ulti luôn này, diệt đi quân đoàn má quái đâu, chứ hồi ulti kìa. Rồi nhưng mà không sao, pha này thì tem mình sẽ rút thôi, bởi vì tem bàn thì gần ra rồi nha anh em. Tem bàn hồi phục gần ra rồi, ra 3-4 người rồi thì tem mình sẽ rút. Kèm theo đó là Ferentino thì khá là khó chịu. Ở clip này mình cũng nói về trang bị thì mình bỏ dưới phần clip nhá. Còn về bảng ngọc cho Ghi Đu thì anh em mình đi đường này thì mình lên phun phép nha anh em. Thì bảng ngọc thì mình cũng lên phép ấy. Rồi pha này chơi luôn này. Tem bàn bắt rất chi là hổ báo và cái kết sự hổ báo là gì. Rồi pha này thằng này chết chắc rồi. Một trưởng, ôi mình chưa cần trưởng thì nó đã hạ được Ferentino rồi. Khá là hay anh em ạ, có double kill dành cho vị tướng Narok. Ok, pha này thì mình sẽ lại cướp con bùa đỏ này của tem bàn nhá. Butterfly thì đang hổ báo, định một mình cắn bá. Và cuối cùng thì cũng bị mang chấm dứt bởi cái bốc phá đến từ vị tướng Ghi Đu. Rồi, bây giờ thì mình có thể dùng chiêu hái rỉa máu cũng khá đáo rồi nha anh em. Bởi có cái nội tài của cái trường bùng nổ kèm theo đó là sức sát thương của Ghi Đu giai đoạn này thì cũng bắt đầu lớn dần lên rồi. Thôi lùi bạn ơi, tem bạn đông quá, đông nghe. Rồi pha này mình dùng gì, chỉ dùng chiêu hái cẩu rỉa thôi chứ tem bạn cực kỳ là đông. Rồi pha này giao tranh được này, AD đâu? Rồi AD, mít đâu, ôi thôi xong rồi. Có một sự hiểu ý không hề nhẹ anh em ạ, mình thấy AD và mít lên rồi. Nhưng cuối cùng AD lại đi cái đường kia, còn mít mình thì lên giao tranh. Một pha không hiểu ý đến từ AD làm mình mất một màng khá là oán uổng anh em ạ. Chứ phá đồ có AD bôi sát thương vào là mình không chết đâu. Rồi Wonder Woman thì ăn con bùa đỏ, con tém bàn thì đang ôn mịt anh em ạ. Tém bàn với sức sát thương đến từ zone bây giờ thì khá lớn rồi, nên là việc công trụ cũng khá dễ. Với sức sát thương của mình bây giờ thì cũng khá lớn rồi. Hiện tại tém bàn thì đang cố gắng ép cái trụ này và tém mình đang cố gắng đẹp cái trụ này. Nhưng mà tém mình thì khó rồi, cái trụ này thì chắc chắn sẽ gì mất rồi anh em ạ. Đường lính đang tiến vào, kèm theo đó sức sát thương từ rốn, kèm theo cái phạt trần thân kỳ đến từ tím mỹ bảo kế cho AD nó cực kỳ là tốt.
Có một pha giao tranh ở đấy, vụ nổ vang của mình choáng được một người. Bây giờ mình dùng ngôn tí này. Làm gì đấy, lao vào à, dùng ngôn tí trúng Timmy kèm theo đầu Butterfly. Butterfly đang nhảy vào mình dùng chiêu một né đi, một cây choáng và cái bốc phá kết thúc được màn của Timmy. Wonder Woman thì khá là khỏe, khá là trâu khi mà đang cần hai người đến kia và lấy được một màn anh em ạ. Hiện tại thì team mình cũng đã có 3 người sống sót trên bản đồ, còn team bạn thì chỉ còn một người thôi, 4 người đã phải lên bảng điểm số. Mục tiêu của team mình bây giờ tất nhiên là một con rồng, hai là con tà thần anh em ạ. Mà tốt nhất là ăn được con tà thần thì tốt nhất, nhưng mà ăn con rồng này thì cũng được. Con rồng ở thời điểm hiện tại thì rồng bào chúa thì đang phút thứ 15 mới ra nha anh em. Còn con tà thần thì nó sẽ ra sớm hơn, kèm theo đó là cách 3 phút thì nó sẽ ra một lần. Nên là bây giờ thì team mình sẽ ăn con rồng hắc ám này. Thì khi ăn con rồng hắc ám ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng có thể nhận được đó là những quê bùa lời nhé. Cũng nhận được cái bùa lời từ cái con rồng hắc ám bình thường thôi, chứ không phải là con rồng bào chúa. Có một pha giao tranh, vụ nổ vang của mình lấy đi nửa máu của vị tướng Zone. Và bây giờ mình sẽ dùng ulti diệt được Ferentino. Bây giờ mình lại choáng tiếp, Butterfly thì đang nhảy vào, mình lại choáng tiếp, nửa cây đến từ Butterfly. Ra làm gì, một pha choáng đến từ ra quân đoàn má quái. Và bây giờ mình một trường nữa là ra chết này. Rồi, ra chạy đấu, này thì ra này. Ok, vậy là trận đấu thì chắc chắn phải kết thúc ở đấy, một đàn lính rất chí là lớn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Trận đấu này thì mình ăn rất chí là nhiều mạng, hỗ trợ cũng rất chí là nhiều. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là một chia sẻ kênh nha. Chào các bạn.